chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra định kỳ phần tự luận. Nội dung sẽ nằm trong bài 1 cho đến bài 4, em hãy tự tìm câu trả lời trước rồi mới xem đáp án nhé. Câu 1, chương trình bảng tính là gì? Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng. Thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng. Câu 2, các bước nhập dữ liệu vào ô tính. Bước 1, chọn ô cần nhập, bước 2, nhập dữ liệu, bước 3, nhấn Enter. Câu 3, trong chương trình bản tính hàm là gì? Trong chương trình bảng tính, hàm là công thức hoặc kết hợp nhiều công thức được định nghĩa từ trước, hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Câu 4, các bước nhập hàm vào ô tính. Bước 1, chọn ô cần nhập, bước 2, gõ dấu bằng, bước 3, gõ hàm theo đúng cú pháp, bước 4, nhấn Enter. Câu 5, nêu cú pháp của 4 hàm cơ bản trong chương trình bản tính. Sau đây là cú pháp của 4 hàm cơ bản, hàm tính tổng, hàm tính trung bình cộng, hàm xác định giá trị lớn nhất. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất. Trong đó A, B, C là số hoặc địa chỉ ô, địa chỉ khối. Câu 6, xác định đúng kiểu dữ liệu trong mỗi ô tính Excel dưới đây, bằng cách đánh dấu X vào cột tương ứng. Câu 1, Excel là dữ liệu ký tự, vì là chữ. Câu 2, 7 cộng 9 trừ 10 bằng là dữ liệu ký tự, vì dấu bằng nằm cuối nên câu này không thể là công thức. Câu 3, 85 là dữ liệu số. Câu 4, 7A10 là dữ liệu ký tự vì có chữ A. Câu 5, 9.5 là dữ liệu số, vì đây là số thập phân. Trong Excel, số thập phân được ghi bằng dấu chấm thay cho dấu phẩy. Câu 6 bằng 10 cộng 9 phần 2 là công thức. Câu 7, em hãy chuyển đổi các biểu thức sau sang dạng công thức trong Excel. Ở bài A, ta chuyển các phân số thành dạng phép chia của Excel.
Ở bài B lũy thừa 15 ta sẽ ghi thành mũ 15, đổi dấu phép nhân thành dấu sao 9,6 đổi thành 9.6. Em hãy làm tương tự như vậy cho bài C và ta có kết quả sau. Bài D, em đổi 7,8 thành 7.8, còn 9 lũy thừa 2 cộng 7 vì 2 cộng 7 là phép tính nên em cần thêm ngoặc đơn. Đến đây, đã hết phần ôn tập tự luận rồi, chúc em làm bài tốt.